Hôm nay là tháng 12, tháng 11 năm 2023, mình đi lại ở đây á, là Pacific Cove, thành phố Pacific Cove là gần ở Monterey đó, là đi về hướng miền nam của San Jose ha. Một năm ở đây á, là có tháng 11 cho tới tháng 3 là có những cái con bướm bướm cái loại này nè về đây để mà sinh nở. Và cái mùa này cũng là mùa giao phối của những con bướm bướm giống vậy. Mình sẽ từ từ mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái những cái loài bướm như thế nào ở đây ha. Và ở đây á, cái khu đất này nó rộng á, cỡ khoảng chừng 2 acre, là tức là 2 mẫu tây hả. Nhà nước ở đây đó, cái thành phố này á, là người ta mua cái khu đất này để làm cho cái chỗ cư ngụ cái loài bướm bướm hàng năm về đây. Và đây là những cái cây mình nhìn thấy nó rủ giống như vậy nè, nó gọi là những cái rong rêu đó, mà nó loại mà loại ăn bám đó, loại sống nhờ đó trên những cái cây á, chùm gởi. Thường thường ít có chỗ nào á, mà có những cái cây này lắm. Và cái loại bướm bướm này nè là những cái con mà nó về đây. Một hồi nữa mình sẽ tìm những cái con bướm, mình sẽ quay cho các bạn coi. Và những con bướm này nó có cái cơ hội là sẽ bị tuyệt chủng, thành ra đó là người ta mới tạo ra những cái không gian giống như vậy, thiên nhiên, để cho những loài bướm về để mà ở đây sau sẽ không có bị cái cơ hội mà bị diệt chủng. Đây, hồi đó nó là nhiều lắm á, bây giờ nó bị giảm từ 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 xuống á, thành ra người ta phải bảo vệ nó đó. Năm 1997 là người ta đã bắt đầu á, là có cái chương trình để bảo vệ những loài bướm giống như vậy rồi. Và ở đây á, và ở trong cái vườn bướm này nè đó, các bạn có thấy con bướm bướm nó đang ở ngay chỗ cái bông này nè, nó đang hút nhụy nè. Đó là những cái loài bông này đó là người ta sẽ trồng ở đây để mà cho những cái con bướm này nó được có hút nhụy, hút mật. Đây là cái loài bướm này. Và đố các bạn, con này mình đang quay nó là con đực hay con cái ha. Một hồi nữa mình sẽ giải thích sau, nhưng mà bây giờ các bạn thử nhìn thử coi con này là con đực hay con cái. Và đây là chiếu gần cho cái nhị bông. Cái nhị bông ở trong đây mình thấy nó có nhiều cái ống không, giống như một cái thuốc vậy đó, để mà có mật ở trong đó đó, để cho con bướm nó lại đây nó hút. Và trong đây cũng có những cái ong, con ong á, con ong màu đen cũng là loài. Đây là cũng một loài ong đen nhỏ và chuyên môn hút nhụy hoa. Và đố các bạn, con ruồi này sẽ là con ruồi đực hay ruồi cái? Con ruồi. Phải không? Hay là Này, con con nhìn ong? ra, con nhìn ra. Con ruồi hay con ong? Đây là cái loại bướm bướm ở đây. Khi mà trời nắng lên á, thì nó mới sẽ ra, còn mà trời chưa nắng là nó sẽ không có ra. Và khi mà nó đập cánh giống như vậy, đố các bạn nó đang muốn làm gì? Đó là những lúc mà những anh chàng đang muốn tìm bạn tình thì nó sẽ đập cánh, nó sẽ làm ra cái tiếng động. Và ở trên, mới nãy mình có quay cho các bạn coi một con bướm bướm mà ở trên
cái đầu của nó có hai cái giống như hai cái râu ra đó, thì cái đó là con đực. Con đực á, thì cái màu nó sẽ nhạt hơn. Đây là cái con đực, con màu nó nhạt hơn. Cái màu nó nhạt hơn, còn con cái cái màu nó sẽ đậm hơn. Và nó sẽ đập cánh giống như vậy và dùng hai cái râu để mà gây ra tiếng động, để mà dụ những em cái. Đây là cái con đậm hơn, tức là đây là những loài hoa có nhiều chất ngọt để cho những con này nó hút mật. Và những con bướm này khi mà nó hút mật của nhị hoa hoặc là nó ăn những cái loại lá mà giống như siêu quôm, có những cái loại lá nó làm giống như siêu giải tơ vậy đó, là những con này nó cũng ăn, và đôi lúc nó ăn luôn cả những chất độc, để cho khi mà những cái con thú khác mà muốn ăn nó thì có thể ngửi được cái mùi chất độc, thì những con khác nó sẽ không dám ăn, để là giống như là một cách để bảo vệ cuộc sống cho những con này. Đây các bạn thấy cái con này là con đực, là tức là nó có hai cái râu ở trên á, mình có thể nhìn thấy đó là con đực. Đây là những con bướm, nó phải đậu gần sát với nhau giống như vậy để cho có cái hơi ấm. Tại những cái con này á, khi mà nó ở chung với nhau giống vậy, nó đậu giống vậy, để á, thì là nó sẽ giữ được cái tìm chỗ nào mà mưa nó không có tạt vô cho nó, và nó giữ cái energy, tức là nó không có dùng nhiều cái chất sống, và nó chung với nhau giống như vậy. Đây, mình tìm được một cái góc độ thì là rõ để cho các bạn thấy. Đây là những cái con bướm, và những cái loại này nó gần tuyệt chủng. Và khi mà nó đậu lại với nhau giống như vậy nè, thì nó sẽ giữ ấm được cho nhiều hơn. Và cái loại này nó ở lại đây đó là nó sẽ sống được từ 6 cho tới 8 tháng. Và nó dính chùm với nhau vậy, nó cũng là đang mating, tức là đang đang làm tình, và khi mà đang giao phối, và khi mà nó đậu lại giống như dao giống như nè, thì nó sẽ save energy, nó không có dùng nhiều cái chất, nó sẽ không có dùng nhiều năng lượng để mà nó giữ cho qua cái mùa đông, với lại nó giữ cái sức khỏe đó, để cho cái phần giao phối, để mà cho ra những cái giống mới. Và ở đây là người ta rất là tuyệt đối là mình phải tuân theo những luật lệ để giữ cho những con này nó sẽ không có bị tuyệt chủng. Và ở đây nó chỉ về đây là từ tháng 11 cho tới tháng 3 năm sau thôi.